huyện Đắk Bơ cũng vừa tổ chức thành công giải Việt dã truyền thống huyện lần thứ 19 năm 2023 với sự tham gia của 166 vận động viên đến từ 19 đơn vị thuộc các xã thị trấn, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện và công an huyện. Giải nhất hệ đội tuyển thuộc về trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Idôn. Ở hệ phong trào, trường tiểu học và trung học cơ sở Phan Bội Châu xã Phú An đạt giải nhất. Huyện Đắk Bơ sẽ lựa chọn các vận động viên xuất sắc nhất ở giải lần này để tham dự giải Việt dã tỉnh Gia Lai năm 2023.